Cùng nhìn lại hành trình 365 ngày đầy thăng trầm của TMT Moto Hà Nội. Một năm đầy những khó khăn và thử thách, nhưng chúng tôi vẫn đồng lòng và tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn và chông gai phía trước, để đưa tới khách hàng những giá trị tốt đẹp nhất. Hơn 300 xe tải đã được bán ra, phát triển mở rộng hơn 30 đại lý trên toàn quốc, 25 chương trình roadshow phục vụ khách hàng, trao tặng danh hiệu đại sứ thương hiệu cho gần 50 bác tài và 30 chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Hơn thế nữa, với sự quyết tâm, TMT Moto Hà Nội đã đạt được những gì? Hơn 100 clip trên kênh YouTube, 13.000 lượt theo dõi trên kênh, hơn 50 bác tài xuất hiện trên kênh, 350.000 lượt xem trên kênh. ...800.000 giờ xem trên kênh. Đối với kênh Facebook có hơn 200 bài viết trên kênh, hơn 5.000 lượt tương tác trên kênh, 150.000 lượt gọi vào trang web tmthanoi.vn, 100 bài viết mới trên trang web, truyền thông online tăng trưởng 90%, hiệu quả bán hàng online phát triển và đạt hơn 85%. TMT Moto Hà Nội trân trọng cảm ơn những con người đã tạo nên TMT Moto Hà Nội. Đó là những con người hết lòng vì công việc, là những bác tài vô cùng đáng mến, vẫn luôn dõi theo và tin tưởng chúng tôi. Mừng Xuân Tân Sửu 2021, TMT Moto Hà Nội kính chúc các bác tài vạn sự như ý, 365 ngày hạnh phúc, năm mới an khang, bình an vạn dặm. TMT Moto Hà Nội trân trọng cảm ơn. Một năm kỳ diệu.